nhìn cận cảnh tổ hợp tên lửa mới cứng của phòng không Việt Nam, đẳng cấp thế giới. Hình ảnh về tên lửa Spider không hề hiếm trên Internet, nhưng khi được trực tiếp sờ tận tay mới thấy độ khủng của một trong những tổ hợp phòng không hiện đại nhất Việt Nam. Bên thềm triển lãm Hội chợ Việt Bắc 2019 do Bộ Quốc phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Bộ Công Thương tổ chức tại thành phố Thái Nguyên vừa qua, Quân chủng Phòng không Không quân đã lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng một loạt các hỗ trợ phòng không hiện đại đang được lực lượng phòng không Việt Nam sử dụng. Ngoài những cái tên như tên lửa S-125-2TM, pháo phòng không ZSU-234 hay đài radar RV-02, khách tham quan triển lãm Hội chợ Việt Bắc còn có cơ hội được sờ tận tay tên lửa Spider, một trong số hệ thống phòng không hiện đại bậc nhất của Việt Nam. Thực tế mà nói, hình ảnh về tên lửa Spider không hề thiếu trên Internet. Thế nhưng khi được trực tiếp sờ tận tay, chúng ta mới cảm nhận rõ độ khủng của tổ hợp này. Trong ảnh là xe phóng di động mang theo các tên lửa phòng không tầm gần Spider SR của Spider. Theo như được giới thiệu, Spider SR có tầm bắn tối đa lên đến 20 km ở trần bay 9.000m. Theo như giới thiệu quân chủng phòng không không quân, Spider là tổ hợp tên lửa đất đối không, có khả năng tác chiến cơ động, phản ứng nhanh, có thể hoạt động ngày đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Trong chiến đấu, tên lửa phòng không Spider có thể nhanh chóng phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở tầm gần và tầm trung như máy bay, trực thăng, mục tiêu bay tầm thấp, tên lửa hành trình, thiết bị bay tấn công không người lái và các loại vũ khí điều khiển chính xác từ xa. Còn đây là xe phóng di động mang theo các tên lửa phòng không tầm trung Spider MR của Spider. Nếu như Spider MR chỉ có thể mang theo 4 tên lửa trên bệ phóng, thì con số này ở Spider MR là 8 tên lửa. Các tên lửa này có tầm bắn tối đa lên đến 50 km ở trần bay 16.000m. Với các tên lửa Spider SR và Spider MR, một tổ hợp Spider có thể bảo vệ một mục tiêu có đường kính lên tới 120 km. Không những thế, thiết kế mở cửa của nó còn cho phép tích hợp các hệ thống phòng không khác. Các xe phóng di động và xe thành phần chiến đấu của tổ hợp Spider Việt Nam đều được đặt trên khung gầm xe tải đặc chủng HX77-8x8 và HX58-6x6 do tập đoàn MAN của Đức chế tạo. Có tính việt dã cực cao, rất thích hợp cho hoạt động chạy off-road đặc trưng của quân sự. Cận cảnh đài radar LM2084 mắt thần của hệ thống Spider. Theo giới thiệu, LM2084 là radar 3D bằng sóng S đa năng hiện đại, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, gồm cảnh giới nhìn vòng trên không, điều khiển hỏa lực tên lửa phòng không hoặc đánh chặn tên lửa, phát hiện các loại đạn pháo, cối, pháo phản lực và định vị trận địa của chúng. Radar ML2084 có cự ly phát hiện xa nhất đối với các loại mục tiêu trên không, 330 km, phạm vi quan sát phương vị 360 độ, cung cấp khả năng nó có thể bám sát và xử lý đồng thời được 200 mục tiêu, chỉ thị bắn và tiêu diệt đồng thời được 20 mục tiêu trong số đó. Trong ảnh là xe chỉ huy và điều khiển CCU, đầu não chỉ huy cho hệ thống phòng không Spider, bao gồm các xe phóng di động lẫn đài radar LM2084. Cấp nguồn cho xe CCU và đài radar LM2084 là hoạt động của một tổ hợp máy phát được đặt trên một khung gầm riêng. Một xe dịch vụ dã chiến FSV phục vụ cho hệ thống Spider. Nhìn sơ qua có thể thấy xe CCU, đài radar LM2084 và trạm máy phát điện đều kết nối với xe FSV thông qua hệ thống dây dẫn. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.